Trong 4 tháng đầu năm 2022, các nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện cơ bản đảm bảo kế hoạch. Cụ thể tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 4 đạt 352,96 tỷ đồng. Các ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong triển khai, kịp thời chỉ đạo đôn đốc nhà thầu thi công nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án như dự án phụ trợ cho thi công cảng hàng không Sapa, tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng, xây mới bệnh viện đa khoa huyện Văn Bản, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn thời gian qua có nhiều khởi sắc, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển.